Xin chào bác đến với kênh Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác một siêu phẩm xe carbon, xe đua đến từ thương hiệu Format rất là nổi tiếng và quen thuộc với các bác chơi xe rồi. Một thương hiệu của Nga và xe thì được sử dụng một bộ group chuyển động Shimano Souza và cái mức giá em đang bán chỉ có là 12.800. Đấy, một cái mức giá rất là rẻ để cho các bác sở hữu một chiếc xe đạp khung carbon. Đấy, dây chạy âm sườn thiết kế thời thượng, bánh 700C. Đấy, toàn bộ xe là em nhập khẩu nguyên chiếc, nguyên zin chính hãng về. Đấy, khung sườn rất là đẹp, bò cong. Đấy, nước sơn các thứ là còn rất là mới các bác nhé. Các bác nhìn trên hình này. Đấy, sơn xi các thứ, sơn nhám nhé. Rất là đẹp, thiết kế khung tròn, cực kỳ là cơ bắp và rất là chắc chắn. Đấy, hầu như là không có vết xước nhỏ là đáng kể trên khung xe cả. Đấy, xe em vừa mới bóc thùng. Vừa về vừa bóc thùng, thấy hot quá là phải lên luôn cho các bác xem. Yên zin này, yên còn rất là đẹp. Rất đẹp các bác nhé, đấy. Sơn nhám rồi xong rồi. Sơn xi còn rất là đẹp. Hiệu Format, dây chạy hết âm sườn này. Sử dụng một set group chuyển động Shimano Souza từ bộ đề sau, đây là bộ 9 tầng líp và đùi trục rỗng này, gạt đĩa Souza này, hai tầng đĩa này cho xem 18 mức độ khác nhau. Rồi thì đôi tay lắc bên trên cũng Shimano Souza này. Đấy, mức giá rất là rẻ, chỉ có là 12.800. Đấy, các bác đã được một chiếc xe đạp thương hiệu tốt này, khung carbon này. Thiết kế thì đời mới thời thượng, dây âm sườn. Rồi một cái cấu hình cũng không phải là quá là thấp. Nó cũng tầm trung rồi, Shimano Souza. Sau Tiagra và 1.5. Phanh 3 mảnh Techo. Mây của chiếc xe là mây bi vòng. Đấy, được sử dụng bi vòng của Fake A, một thương hiệu máy rất là nổi tiếng của Mỹ. Đấy, trước sau của Fake A hình như là nó có cả, à không phải, nó chỉ là bi vòng thôi. Đó, rất là đẹp, khung sườn cực kỳ mới, hầu như là không có vết xước, không có vết muỗi đốt luôn. Đó, rất là đẹp. 12.800. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 46 cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 52 cm. Thì xe có cái gióng ngang nó dài, thì sẽ phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75. Đi là phù hợp. Bị bộ chuyển động Shimano Souza với 9 níp và 2 đĩa. Cho xe có 18 tốc độ khác nhau. Bộ chuyển động này, các bạn nhìn là xích níp. Còn rất là mới, cực kỳ là trắng. Và cái giá bán như em đã thông báo ngay từ đầu video chỉ có là 12.800, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe.
Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác và lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.